Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm mắm tép chưng với thịt heo. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên ta có 250g thịt heo, thịt ba rọi, 2 củ sả và hành tím. Và đây là giềng xay. Và đây là hũ mắm tép. Và đây là đường, bột ngọt và tiêu. Bây giờ ta bắt đầu đi băm hành tím. Bây giờ ta đi băm sả. Bây giờ hành mình đã băm xong rồi, sả mình đã băm xong rồi. Bây giờ mình bắt đầu đi thái thịt và băm thịt. Đây là thịt ba rọi, mình lọc cái da mình bỏ đi. Bây giờ mình chia thịt làm đôi, mình băm cho nó nhanh. Và thịt này mình cũng không cần băm kỹ quá. Bây giờ mình đi ướp thịt. Bây giờ ta bỏ vô trong này, ta bỏ mắm tép vào trong cái chén này. Và ta đổ nước lạnh vô đây, ta lọc mắm. Và bây giờ mình bỏ vào đây một ít hành tím. Và đây là giềng xay, ta bỏ vào hết luôn. Và đây là sả băm. Đây mình chừa lại để lát mình phi. Và đây là một ít tiêu.
Bây giờ ta ướp nửa tiếng. Bây giờ mình ướp thịt này nửa tiếng. Giờ mình cho vào đây khoảng một thìa nước mắm. Và ta ướp nửa tiếng. À, mình quên, mình cho vào đây một thìa mì chính. Bây giờ thịt của mình ướp được nửa tiếng rồi, ta bắt đầu đi phi hành. Ta đổ vào đây một chút dầu. Bây giờ dầu của mình nóng rồi, ta bắt đầu đi phi hành và xả. Bây giờ xả vào hành tím của ta đã thơm rồi, ta đổ nước thép vào tay chân. Mình chiên mắm tép mình để lửa nhỏ thôi các bạn và các cháu ạ. Và cái mắm tép này á, bây giờ là đang mùa mưa, mình ăn cơm rất là ngon. Mình có cơm nóng, mình chỉ cần có cơm nóng với lại một tô canh. Canh thường cũng được mà canh chua cũng được. Và mình để cả tuần cũng được, mình để trong tủ lạnh. Cả tuần lễ cũng được, nhưng mình khi mình đem ra mình hấp qua nó nóng rồi mình ăn. Bây giờ mắm của ta đã vàng rồi, ta bắt đầu bỏ đường vào. Mình bỏ vào 2 thìa đường. Các bạn muốn ăn ngọt thì các bạn cho nhiều thêm, mình ăn ngọt ít thì mình cho 2 thìa và lưng lưng thôi. Vậy là ta đã xong, ta đã chiên xong mắm tép. Bây giờ mình cắt lên đây mấy quả ớt cho nó đẹp.
Vậy là ta đã hoàn thành mắm tép chưng. Mình mua 250g thịt heo và tỏi và sả. Sả thì có 1.000 thôi. Tỏi thì ở nhà có, hành ở nhà có, và riềng thì ở nhà mình cũng có. Mình đã hoàn thành cái mắm tép chưng với thịt heo. Các bạn biết không, trời mưa mà có cái món này ăn rất ngon. Mình rất thích ăn mắm tép. Chỉ cần mắm tép không phải rau luộc, mình cũng ăn xong một bữa cơm rồi. Như đây là mình ăn, có thể là ở nhà là 3-4 người mình ăn được 2 ngày. Và ta nếu mà ta muốn bảo quản trong tủ lạnh thì ta để cả tuần lễ cũng được. Nếu ta làm nhiều ta để tủ lạnh cả tuần lễ cũng được. Khi ta đem ra ta hấp vào trong nồi cơm nóng, ta ăn rất ngon. Vậy là ta đã hoàn thành mắm tép chưng với thịt heo. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình.